Hiện tượng chồng Hương bị bẻ liệt hai chân sau, ngoài ra bình thường. Cách khắc phục. Nếu chồng Hương chỉ bị bại hai chân sau, ngoài ra vẫn bình thường, thì khả năng chồng bị thiếu khoáng như canxi, magie, v.v. Để khắc phục, cần tiêm một trong các loại thuốc sau. Tiêm vimecanamin để cung cấp canxi và vitamin B12, chống mất máu, co giật, bại liệt sau sinh. Hoặc vime ATP tăng lực phục hồi sức khỏe, phòng và trị trong các trường hợp yếu cơ, rối loạn chức năng cơ, mệt mỏi, phục hồi sau khi bị bệnh, thú còi, bại chân. Hoặc bổ sung canxi phosphate khi có biểu hiện chết, giảm ăn, chậm lớn, yếu chân, bại liệt. Hoặc cho mineral vào thức ăn để bổ sung khoáng chất, thúc đẩy phát triển bộ khung xương, móng cứng cáp, tăng trọng nhanh và đồng đều, hỗ trợ điều trị thiếu máu, các bệnh về da. Ngoài ra, cần bổ sung vitamin A, D, B complex bằng cách tiêm hoặc bổ sung vào trong thức ăn, nước uống. Có thể cho chồng Hương tắm nắng vì chồng thường được nuôi nhốt trong tối, thiếu ánh sáng.